Mọi chuyện bắt đầu từ khi cuộc nội chiến Somali xảy ra vào những năm 90. Đất nước hỗn loạn, tàu thuyền đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải Somali hoạt động một cách công khai. Đây là nguyên nhân được cho là đã khiến các ngư dân Somali bị thu hẹp nguồn đánh bắt và phải tìm nhiều cách khác để kiếm sống. Hải tặc bắt đầu xuất hiện từ đây. Một tên cướp biển giải nghệ đã từng ví von. Khi ấy, cướp biển là nghề hợp pháp vì Somali lúc bấy giờ là xã hội vô chính phủ, còn người dân Somali thì chẳng khác nào những đứa trẻ mồ côi. Các hải tặc cướp tàu biển bắt cóc không vì mục đích lấy tàu mà chủ yếu muốn lấy tiền chuộc từ gia đình, người thân của các con tin. Số tiền thu được sẽ chia 50% cho kẻ cầm đầu, còn lại chia cho những người đã phát hiện và cướp được con tàu. Các hải tặc cần tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Một phần tài chính, chúng dùng để sử dụng ma túy và mua chuộc quyền lực. Chính vì vậy, các đối tượng mà hải tặc Somali nhắm đến là những con tàu, những người đến từ các quốc gia giàu có như Anh, Pháp, Mỹ. Khi hoạt động, các đối tượng thường chia thành hai nhóm, một nhóm tấn công, một nhóm thu giữ tàu và bắt giữ con tin. Về sau này, hàng loạt chiến hạm thuộc đội đặc nhiệm chống cướp biển của Liên minh châu Âu và một số nước khác đã tham gia vào cuộc chiến chống nạn hải tặc. Tuy nhiên, vẫn chưa xóa bỏ mối đe dọa từ cướp biển. Hiện, các đối tượng vẫn hoạt động mạnh ở một số khu vực ngoài khơi Somali và thậm chí còn tinh vi hơn. Tôi tới Somali vào đầu năm 2012 để viết về một băng cướp biển bị giam tại Hamburg, Đức. Trước đó, chúng tôi dàn xếp hoạt động an ninh cho mình qua một trưởng lão Somali có thời gian dài sống ở Berlin. Trên đường trở về nhà, tôi đã bị bắt cóc. Nhưng tay súng đưa tôi tới một ngôi nhà nằm bên rìa Gankasio và một vài địa điểm khác trong những ngày tiếp theo. Mở sáng ngày thứ tư, chúng tôi đột ngột bị lùa vào một chiếc Land Rover và bọn cướp chạy lòng vòng khắp nơi trong trạng thái hoảng sợ. Sau này tôi mới biết, vào ngày hôm đó, một đội trực thăng chở lính đặc nhiệm SEAL của Mỹ đã giải cứu thành công hai nhân viên cứu trợ nhân đạo. Vụ đột kích đã khiến những tên cướp biển đưa chúng tôi đi giấu ở nhiều điểm ngoài trời trong nhiều tháng sau đó. Một đêm nọ, một gã được gọi là ông Trùm đã gọi cho một người ở Mỹ chịu trách nhiệm đàm phán về trường hợp của tôi. Thông qua người này, tôi đã rất vui sướng nghe thấy giọng mẹ mình. Nhưng hải tặc đã đòi số tiền chuộc quá lớn, lên đến 20 triệu đô la Mỹ. Không có tiền chuộc, tôi bị xích chân suốt 18 tháng, bị đối xử như một con vật. Không ít lần tôi nghĩ tới tự sát, nhưng nếu làm thế, gia đình sẽ vĩnh viễn mất tôi. Và rồi ngày may mắn cũng đã tới. Sau gần 1.000 ngày bị giam cầm, cuối cùng tôi chỉ được tự do nhờ tiền của gia đình và một số tổ chức ở Đức, Mỹ gửi tới. Ngày trở về, tôi vẫn còn bị chấn động tinh thần mạnh. Chiếc máy bay săn gầm P-3C Orion đang chuẩn bị cất cánh từ căn cứ hải quân Sừng Châu Phi Djibouti để thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Hôm nay, chúng tôi được giao nhiệm vụ tuần tra dọc bờ biển Somali và tìm kiếm bất cứ dấu hiệu khả nghi nào tại các bãi biển như những chiếc thuyền tốc độ cao, vũ khí, thang, tất cả đều có thể là những hoạt động của cướp biển. Những chuyến bay kéo dài 9 giờ đồng hồ như thế này là một phần quan trọng trong chiến dịch chống cướp biển Atalanta do Liên minh châu Âu EU tiến hành từ năm 2008 nhằm bảo vệ một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới từ Vịnh Aden tới Biển Đỏ và kênh đào Suez. Nhờ những nỗ lực của Atalanta, tình trạng cướp biển của khu vực này đã giảm xuống đáng kể trong những năm qua. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cảnh báo như vậy là chưa đủ. Thành công của chiến dịch này mang tính chiến thuật hơn là chiến lược. Nếu quy mô của Atalanta giảm xuống hoặc thậm chí ngừng hẳn, các nhóm cướp biển này sẽ trỗi dậy một lần nữa. Nhiều khu vực bờ biển của Somali vẫn đang trong tình trạng vô chính phủ và không có luật pháp. Đó là những nơi mà chúng ta đang cố gắng hỗ trợ để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Việc Somali rơi vào tình trạng bất ổn trong nhiều năm qua là điều kiện thuận lợi để các nhóm hải tặc thỏa sức hành hành mà không chịu sức ép nào từ chính quyền sở tại, trong khi các tàu hải quân quốc tế lại không thể can thiệp trên đất liền. Chừng nào những vấn đề này còn chưa được giải quyết triệt để, thì hải tặc Somali vẫn sẽ là mối đe dọa tiềm ẩn đối với các tàu bè qua lại khu vực ngoài khơi Đông Phi.